Bạn thân mến, bạn có tin vào duyên phận hay không? Nhiều người không tin vào duyên phận vì cho rằng người ta hay dùng hai từ duyên phận để làm lý do cho sự thay lòng. Chứng kiến cảnh tình yêu, hôn nhân tan vỡ, người ta bỗng hoài nghi, không còn tin vào một tình yêu chân thành. Sự nghi ngại, không dám mở lòng khiến người ta bỏ lỡ mất những mối duyên trong cuộc đời. Trong chương trình của tuần này, mời bạn đến với chuyện ngắn "Giờ thì em tin vào hai chữ duyên phận" được gửi đến từ tác giả Tường Vi. Một tách trà hoa nhài dành cho em, đừng để bản thân mệt mỏi quá nhé. Điện thoại đang nằm im ắng trên bàn chợt rung lên. Tôi vô thức đưa tay nhìn đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ trưa, rồi vui vẻ mở điện thoại lên. Một dòng tin nhắn kèm hình ảnh được gửi đến từ dãy số quen thuộc. Chủ nhân của dãy số kia là Hoàng Dương. Anh ấy là một blogger, hiện đang là bạn tri kỷ của tôi. À không, không phải bạn thân, mà là người tôi yêu. Tôi nhanh chóng soạn vài dòng, ấn nút gửi, rồi lại quay trở về với công việc. Chào buổi sáng, ngày mới vui vẻ. Khoảng cách từ Paris đến Hà Nội quá xa xôi, múi giờ cũng chênh lệch khiến những dòng tin nhắn giữa hai chúng tôi có phần kỳ quái. Cũng như lúc này, khi tôi đang chuẩn bị lao đầu vào đống công việc dang dở của buổi sáng thì anh mới bắt đầu một ngày mới. Nhưng dần dần lại trở thành thói quen, chỉ cần hôm nào không nhận được tin nhắn, tôi lại thấy bất an. Hoàng Dương là du học sinh đang theo học ngành kiến trúc tại Pháp, còn tôi là một kiểm toán, vừa mới ra trường được một năm. Anh hơn tôi 2 tuổi, tính tình cực kỳ dễ chịu và ấm áp. Lần đầu tiên chúng tôi quen biết nhau, kể ra cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Đó là một ngày tháng 5 của 2 năm về trước, tháng giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ. Hôm đó trời mưa nặng hạt, tôi đưa tay khép vội khung cửa sổ, mở trang blog quen thuộc lên. Lần tìm trong rất nhiều bài đăng, rồi không biết vô tình hay cố ý, lại chọn một bài viết nói về duyên phận để đọc. Tôi thừa nhận mình không tin vào duyên phận. Lúc trước không tin, sau khi đọc xong bài viết này cũng không tin. Lý do có lẽ bởi vì sự tan vỡ của cuộc hôn nhân giữa ba mẹ tôi. Nhiều người nói đó là vì ba mẹ tôi có duyên gặp gỡ trở thành vợ chồng, nhưng lại không có phận sống với nhau đến răng long đầu bạc, nên chưa bước qua tuổi tứ tuần đã mỗi người một nơi. Còn tôi thì không nghĩ như vậy. Nguyên nhân đổ vỡ thực sự là do ba tôi ngoại tình. Chính ông ấy đã tự giết chết đi tình yêu, niềm tin tưởng của mẹ tôi, chứ không phải là duyên phận. Vì thế, khi đọc được những dòng tâm sự anh viết về duyên phận, tôi đã lưu lại một dòng bình luận. Tôi vốn không tin cái gọi là duyên phận. Dòng bình luận đó cũng chỉ là một phút nổi hứng của tôi, không ngờ lại là cầu nối khiến tôi quen biết anh. Tối hôm đó, Facebook của tôi nhận được một tin nhắn vỏn vẹn 2 chữ, tại sao từ anh. Tôi còn nhớ mình đã thắc mắc rất lâu, cứ nhìn chằm chằm vào nick Facebook có tên là Hoàng Dương, mà avatar là hình một người con trai đang đưa chiếc máy ảnh lên như thể chuẩn bị ghi lại một khoảnh khắc đẹp nào đó của thiên nhiên. Avatar không nhìn rõ mặt vì chiếc máy ảnh đã che đi quá nửa. Tôi chỉ nhìn thấy đó là một chàng trai cao ráo, trông rất chững chạc. Thế là vì tò mò, tôi đã nhắn lại cho anh. Tại sao gì cơ? Rất nhanh đã có câu trả lời. Tại sao lại không tin vào duyên phận? Đến lúc nhìn rõ câu trả lời mới chợt nhớ ra, vội vàng mở bài viết lúc chiều mà mình đã để lại bình luận. 4 chữ tác giả Hoàng Dương nói cho tôi biết anh ấy là ai. Tại vì người ta hay dùng 2 từ duyên phận để làm lý do cho sự thay lòng. Cũng từ lần đó chúng tôi đã quen biết nhau. Hàng ngày mỗi khi rảnh rỗi, anh sẽ nhắn tin cho tôi, đến khi nào tôi có thời gian sẽ vui vẻ trả lời anh. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều, có khi là những câu chuyện không đầu không cuối. Anh kể cho tôi nghe về nước Pháp nguy nga, tráng lệ. Còn tôi kể cho anh nghe về những thay đổi của Hà Nội. Chúng tôi có nhiều điểm tương đồng trong tính cách nên nói chuyện rất hợp nhau. Anh khá hài hước, lại biết quan tâm người khác. Anh luôn nhắc nhở tôi chú ý đến sức khỏe của bản thân. Mỗi khi Hà Nội vào đông, lại nhắc tôi nhớ mặc thêm áo ấm. Tôi thừa nhận mình là một đứa trầm mặc, ít nói, là một đứa có tính cách hướng nội, luôn thích yên tĩnh một mình nên có rất ít bạn bè, mà trong số đó cũng chẳng ai đủ thân để chia sẻ. Những lúc gặp chuyện buồn cũng chỉ biết giữ trong lòng, không kể lể, không khóc lóc, nói đúng hơn là không có người để tôi làm việc đó. Tôi luôn tự nhắc mình mạnh mẽ, bởi vì khi mạnh mẽ mới đủ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện. Từ ngày ba bỏ đi, tôi chưa hề rơi một giọt nước mắt nào. Ngần ấy năm như thế, khiến tôi nghĩ thật ra một mình cũng có sao đâu. Tôi không cảm thấy cô đơn là được rồi. Đến khi anh xuất hiện, tôi mới nhận ra đã từng có lúc tôi thèm được quan tâm đến nhường nào. Hoàng Dương bước vào cuộc đời tôi vào những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Sự ấm áp của anh khiến tôi dần dần nảy sinh tình cảm. Thứ tình cảm nhẹ nhàng, tươi mát tỏa hương thơm ngát, lan tràn vào tận đáy tim. Hệt như tách trà hoa nhài mà anh thích vậy.
Đã có lúc tôi từng hỏi anh, tại sao có biết bao nhiêu loại thức uống khác ngon hơn mà lại chỉ thích độc nhất trà hoa nhài. Anh nói vì hương thơm của nó làm say lòng người, vì mùi vị của nó thanh thuần, tinh tế. Anh thích trà hoa nhài, còn tôi thích cách anh thưởng thức nó vào mỗi buổi sáng, như một thói quen. Kết thúc một ngày bận rộn với hàng đống các con số, tôi trở về nhà. Việc đầu tiên vẫn thường làm chính là tưới nước cho chậu hoa linh lan mình trồng bên cửa sổ. Lâu lâu lại một tấm hình gửi cho anh kèm icon mặt cười vui vẻ. Tôi thích linh lan, nói đúng hơn là thích những cánh hoa chuông bé xíu trắng ngần ấy. Linh lan cũng có hương thơm ngọt ngào của riêng mình, không tinh tế như hoa nhài của anh, nhưng tôi vẫn cứ thích. Cũng giống như tôi thích trò chuyện cùng anh vậy, niềm yêu thích xuất phát từ tận đáy lòng. Đúng 11 giờ tối anh sẽ online, chúng tôi bắt đầu những câu chuyện trên trời dưới đất. Anh đã ăn gì chưa? Vừa ăn xong, còn em đã ăn chưa đấy? Tiêu hóa cả rồi. Với câu trả lời tinh nghịch của tôi, anh lại bày tỏ cảm xúc bằng những icon mặt cười khác nhau. Đã có lúc anh từng giải thích với tôi về ý nghĩa của những cái icon mà anh sử dụng, khiến tôi cười tủm tỉm cả ngày. Những ngày mùa hạ rồi mùa thu cứ chậm rãi trôi qua, cái nắng hanh hao dần nhường chỗ cho cái lạnh đầu đông. Anh đang làm gì thế? Đang nghĩ về em. Nghĩ gì? Tôi nhanh chóng gõ mấy chữ rồi chờ đợi anh trả lời. Trong lúc này lòng có nhiều nỗi thắc mắc. Anh nói đang nghĩ về tôi, lần đầu tiên anh bày tỏ với tôi rõ ràng đến thế. Nhưng mà chờ mãi, 1 phút, 2 phút, rồi 10 phút vẫn không thấy anh trả lời, tôi bèn nhắn lại một tin. Anh còn đó không? Lần này thì rất nhanh, anh đã đáp lời. Thảo Nguyên à, chúng ta gặp nhau đi. Câu trả lời này của anh làm đáy lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời. Mấy chữ trên màn hình dần nhòe đi trước mắt. Anh ấy vừa nói gì? Chúng ta gặp nhau đi sao? Đó là điều mà tôi không muốn nghĩ đến nhất trong suốt 2 năm qua. Nếu nói ra, át hẳn nhiều người sẽ không tin. Nhưng tôi và Hoàng Dương không hề biết mặt nhau, cũng chưa hề gặp mặt nói chuyện lần nào cả. Bây giờ, ngay thời khắc này, khi anh nói chúng ta gặp nhau đi, trong lòng cơ hồ dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. Không phải tôi không muốn gặp anh, mà là sợ gặp rồi sẽ khiến đôi bên đều thất vọng. Chúng tôi thân nhau đến ngần ấy, nhưng mà có lúc tôi vẫn cảm nhận mình chưa chạm nổi vào thế giới của anh ấy. Tôi chỉ là một người bạn đằng sau thế giới ảo của anh. Hàng ngày trò chuyện cũng chỉ có thể tưởng tượng ra gương mặt anh qua từng con chữ. Lúc anh cười, lúc anh giận hay lúc anh tập trung làm việc sẽ có biểu hiện như thế nào. Cứ nghĩ sẽ ổn, nhưng mà sau mỗi cuộc trò chuyện qua đi, khi một mình đối diện với màn đêm tĩnh lặng, lại thấy cô đơn trống trải biết mấy. Chàng trai ấm áp sau bàn phím lạnh lẽo, không đủ để sưởi ấm trái tim đã từng bị tổn thương. Vốn không biết mặt, trên thực tế cũng chỉ là một trong ngàn người bạn ảo qua Facebook mà thôi. Còn thực tế chẳng có gì ràng buộc. Tôi tắt máy, mấy ngày liền cũng không online. Tôi cũng không hiểu bản thân đang trốn tránh điều gì. Có lẽ vì sợ khi gặp nhau, anh sẽ mỉm cười và nói, em không giống như những gì anh tưởng tượng. Hay đơn giản chỉ là, chúng ta vẫn là bạn nhé. Để dập tắt sạch sẽ thứ tình cảm mơ hồ mà tôi đã từng cảm nhận. Tôi sợ. Trời Hà Nội hôm nay lạnh tê tái cõi lòng, đã mặc thêm áo ấm mà vẫn chẳng thấm gì. Tôi ngã người xuống giường, cố vỗ về mình vào giấc ngủ. Vậy mà chẳng thể nào chợp mắt nổi. Nỗi nhớ Hoàng Dương cứ ngày một cuộn trào trong lòng. Đã 1 tuần không nói chuyện cùng anh, bỗng thấy mỗi đêm trôi qua đều dài đến lạ. Ngay lúc này, bất giác muốn nghe giọng nói của anh, muốn nói hết ra những bực bội ở chỗ làm, muốn được anh quan tâm và muốn được gặp anh. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình mâu thuẫn đến thế. Trong màn đêm đen kịt, chỉ có một vài tia sáng của ánh trăng len lỏi vào. Tôi đưa tay lần tìm chiếc điện thoại mà mình bỏ quên ở đâu đó, tay ấn một dãy số đã thuộc nằm lòng, rồi ấn nút gọi. Từng tiếng chuông chậm rãi vang lên, dường như rất lâu sau, khi mà tôi cứ nghĩ sẽ không ai nhấc máy, thì một giọng nói thâm trầm truyền đến bên tai. Trái tim tôi bất giác run nhẹ. Cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh. Em nhớ anh. Tôi không biết mình bị làm sao mà nói ra câu ấy. Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn bị ám ảnh về hôn nhân của ba mẹ mình. Tôi không tin vào đàn ông, không tin cái gọi là tình yêu, một lòng một dạ, nên không dám mở lòng với ai. Tôi sợ chỉ cần mở lòng thì một ngày nào đó sẽ bị tổn thương. Mà tổn thương rồi, niềm tin cũng mất. Anh cũng vậy, 1 tuần rồi. Ngay lúc này, tôi dường như cảm nhận Hoàng Dương đang ở bên cạnh thì thầm vào tai vậy. Anh nói anh cũng nhớ tôi, mặc dù không thấy rõ biểu hiện trên nét mặt của mình là gì. Nhưng tôi biết
mình đang mỉm cười. Chúng ta gặp nhau đi anh. Cuối tuần, Gardenista đông đến lạ. Vừa đặt chân đến quán, tôi dường như trở nên lạc lõng hẳn. Tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, thoải mái nhất, tôi đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh. Từng cặp tình nhân yêu nhau đang say sưa biểu lộ tình cảm qua ánh mắt. Từng nhóm bạn thân vẫn đang chìm đắm trong những câu chuyện của chính mình. Còn tôi thì đợi anh. Hôm nay Hoàng Dương về nước, anh hẹn gặp tôi ở đây, quán cà phê mà tôi yêu thích. Mỗi phút giây trôi qua, tôi đều hồi hộp vô cùng. Cứ nghĩ chỉ một chút nữa thôi, chúng tôi sẽ gặp nhau. Người thật, mối quan hệ thật, không phải là ảo nữa, thì không khỏi có một chút mong chờ. Nhưng một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, anh ấy vẫn chưa đến. Tôi vẫn dán chặt mắt vào cửa chính, từng người ra ra vào vào, nhưng không có chàng trai nào giống như anh đã miêu tả trước đó cả. Anh nói khi nào đến trước cửa sẽ gọi điện cho tôi, vậy mà điện thoại chưa hề reo một lần nào cả. Ngay khi tưởng chừng như tuyệt vọng, tôi định bỏ về thì điện thoại cũng reo. Tôi nheo mắt nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, chần chừ nhấc máy. Alo? Thảo Nguyên, em còn ở Gardenista không? Không, em về rồi. Tôi bật ra một câu nói dối chỉ vì không muốn thừa nhận mình đã ở đây đợi anh đến 3 tiếng. Lòng tự trọng của tôi rất cao, làm sao có thể chấp nhận việc lần đầu tiên bị đàn ông cho leo cây những 3 tiếng. Giọng anh thở dài phía đầu dây bên kia, nhưng mỗi câu chữ đều nhất mực quan tâm. May mà em đã về, chuyến bay của anh bị hoãn lại vì thời tiết xấu, có thể ngày kia mới về được. Xin lỗi em. Vậy là cuộc gặp gỡ đầu tiên không như mong đợi, tôi mang tâm trạng buồn bã một mình trở về. Cả ngày hôm sau tôi không online, anh nhắn tin, gọi điện đều không trả lời. Tôi biết đó không phải lỗi của anh, nhưng nỗi ấm ức bị anh cho leo cây 3 tiếng vẫn chưa thể nguôi ngoai. Hoàng Dương luôn miệng xin lỗi tôi, sự chân thành của anh cuối cùng cũng khiến tôi mủi lòng mà chấp nhận cho tôi và anh thêm một cơ hội nữa. Hôm sau tôi lại đến Gardenista, tuy nhiên so với lần trước có vẻ vắng khách hơn. Giai điệu bài hát Back to December đều vang lên khiến không khí bớt im ắng hơn. Tôi vẫn chọn chỗ ngồi ở chỗ cũ, thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn ra cửa, nhưng trong lòng đã bớt hồi hộp hơn lần đầu. Thời gian chậm chậm trôi qua, mỗi một lần kim phút nhích thêm một chút, cõi lòng tôi cơ hồ lại dâng lên một chút sợ hãi. Tôi sợ anh không đến, tôi sợ bản thân cũng như lần đầu tiên bị anh cho leo cây, và tôi càng sợ thất vọng. Khách trong quán lần lượt ra về, không gian rộng lớn cuối cùng cũng chỉ còn lại mình tôi. Kim 10 giờ chỉ số 10. Tôi đã chờ anh đủ 5 tiếng. Lần này là 5 tiếng. Ly mojito trên bàn sớm đã tan từ bao giờ. Bàn tay tôi trở nên lạnh ngắt, cứ nắm chặt chiếc điện thoại trên bàn. Không biết do nhiệt độ bên ngoài hay do cơn lạnh giá ở trái tim. Chị ơi, quán em sắp đóng cửa rồi ạ. Bạn của chị vẫn chưa tới sao? Người phục vụ lịch sự nhắc nhở. Tôi lắc đầu đứng lên, rời đi, bên môi mấp máy mấy câu, không biết là trả lời anh phục vụ kia hay nói với chính mình. Anh ấy sẽ không đến. Bên ngoài trời vẫn cứ lạnh như vậy. Tôi ấn nút tắt nguồn điện thoại rồi cho tay vào túi áo, lặng lẽ trở về. Dọc đường đều ngẩng đầu lên nhìn khoảng trời đen kịt phía trước mặt. Trời hôm nay không có nhiều sao, cả ánh trăng cũng lặn mất, để lại trước mặt tôi màn đêm u ám hệt như cõi lòng tôi lúc này vậy. Cố ngăn không cho bản thân rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà cuối cùng tôi cũng cục xuống lề đường, khóc nức nở. Tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi, đã cho anh một cơ hội, vậy mà anh cũng không đến. Tôi đã chịu bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình, đã vì anh mà thử mở lòng một lần, vậy mà đổi lại chỉ có thất vọng. Sao anh lại tàn nhẫn với tôi như thế? Nếu không muốn gặp tôi, sao còn để tôi chờ? Nếu đã không có một chút tình cảm gì với tôi, sao lại để tôi hy vọng? Tình đầu của tôi nhẹ nhàng chớm nở khi những đóa hoa linh lan đẹp đẽ khoe sắc dưới ánh nắng tháng 5. Và rồi một ngày tháng 12, nó cũng lặng lẽ ra đi như thế. 3 năm sau. Hôm nay trời Hà Nội trong xanh đến lạ. Ánh nắng dịu dàng của buổi sáng khiến tôi trở nên thư thái. Tôi cố hít hà từng đợt không khí trong lành rồi dạo bước về phía ngân hàng phía trước. Một ngày mới bận rộn lại bắt đầu. Cà phê sáng cho em. Buổi sáng tốt lành nhé. Thảo Nguyên. Tôi đưa mắt nhìn ly cà phê đang bốc khói nghi ngút trên bàn, lại nhìn về tờ giấy nhỏ nhắn được dán trên bàn. Cái tên Trọng Nhân vẫn nằm ngay ngắn dưới góc phải. Tôi bất giác thở dài. Dù đã nhắc anh ấy rất nhiều lần,
và cũng từ chối rất nhiều lần. Nhưng anh ấy cứ ngang nhiên bày tỏ sự quan tâm với tôi ở chỗ làm việc như thế. Anh ấy kể, từ 2 năm trước trở thành đồng nghiệp của tôi, không biết anh ấy nhìn trúng điểm gì ở tôi mà cứ cố chấp theo đuổi. Chiều mai tan sở đi cà phê với anh nhé, anh tới đón em. Thế đấy, tôi đau đầu nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đến, trong lòng không khỏi cảm thấy khó xử. Tôi không yêu anh ấy rất tốt, rất quan tâm tôi, nhưng tôi vẫn không yêu anh ấy. Lý do đơn giản vì tôi không quên được Hoàng Dương, cũng không quên được những tổn thương mà anh ấy mang lại. Đã 3 năm rồi, kể từ lần đó, tôi đã không còn nói chuyện với anh. Tôi đổi số điện thoại, khóa Facebook, cố vùi đầu vào đống sổ sách chỉ để lấp đi những khoảng thời gian rảnh rỗi để không nhớ về anh, không nghĩ về anh. Cũng 3 năm trôi qua, có một số chuyện tôi đã không còn nhớ quá rõ nữa. Chỉ là mỗi khi vô tình nhìn thấy những thứ quen thuộc có liên quan đến anh, lại ngây người rất lâu. Giống như mỗi lần khi nhận được sự quan tâm của trọng nhân, tôi đều đem ra so sánh với Hoàng Dương. Tôi đúng là một kẻ tồi tệ. Ngẫm nghĩ lại hồi lâu, tôi đồng ý. Tôi mới dùng cuộc hẹn này để nói rõ với trọng nhân, tôi không muốn anh vì tôi mà tổn thương. Xe của anh đỗ trước cửa nhà. Nhìn thấy tôi bước ra, anh vui vẻ đưa chiếc mũ bảo hiểm cho tôi. Anh nói chở tôi đến một nơi, tôi cũng không nói gì. Khi chiếc xe dừng lại, tôi mới sững người nhìn cảnh vật phía trước. Anh chở tôi đến Garden Nista. 3 năm rồi, tôi chưa hề trở lại lần nào. Bây giờ khi đứng trước cửa, lại mơ hồ nhìn thấy chính mình của 3 năm về trước. Bên ngực trái chợt cảm thấy nhói lên từng hồi đau đớn, nỗi đau như mới ngày hôm qua. Tôi che giấu tâm tình hỗn loạn trong lòng, cùng anh vào trong. Anh gọi một ly Americano quen thuộc, lại thấy tôi không nói gì bèn hỏi. Tôi vô thức nói, cho em tách trà hoa nhài. Phục vụ rời khỏi, anh mới nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ. Em thích trà hoa nhài sao? Không hẳn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, né tránh ánh mắt của trọng nhân. Lát sau nghe anh nói tiếp. Thằng bạn thân của anh cũng rất thích trà hoa nhài. Vậy sao? Thật trùng hợp. Lát sau, phục vụ bưng 2 thứ thức uống ra. Tôi nhìn tách trà thanh thuần đang tỏa hương trên bàn, bất giác buồn đến lạ. Trọng nhân nhấp một ngụm cà phê, lại ngừng lên trò chuyện với tôi. Lần nào cũng thế, đều là anh ngồi nói không ngừng, còn tôi lại ở bên cạnh trầm mặc. Em biết không, ở Garden Nista từng có một chuyện tình rất buồn. Đến giờ vẫn khiến anh không khỏi tiếc nuối. Vậy à? Có sao? Trước giờ tôi chưa từng nghe đến. Buồn sao? Có buồn giống như chuyện tình của tôi không? Em có muốn nghe không? Tôi gật đầu, trọng nhân từ tốn. Chuyện tình buồn đó là của bạn thân anh. Ngày đó nó rất yêu thích ngành kiến trúc nên quyết định đi du học ở Pháp. Bọn anh vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Nó là đứa sống khá nội tâm, trước giờ đều không tiếp xúc với nhiều con gái. Đâm ra 20 mấy tuổi đầu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Cho đến một ngày nó gọi điện cho anh, bảo nó đã yêu rồi. Em có tin nổi không? Nó yêu một cô gái mà chưa hề gặp mặt lần nào. Nó kể cho anh nghe rằng cơ duyên đã khiến 2 người quen biết là vì cô gái đó đã từng bình luận một bài blog trên mạng. Anh không thể hiểu nổi, chỉ nghĩ chắc nó đùa. Nhưng mà cho đến khi nhìn thấy nó đau khổ vì cô gái kia thì anh cũng tin. Choang, tách trà chưa kịp đưa lên môi nếm thử đã rơi xuống vỡ tan. Từng giọt trà bắn lên chiếc váy trắng khiến nó trở nên loang lổ khó coi. Những lúc này tôi đã không còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến chiếc váy. Điều tôi quan tâm chính là câu chuyện của trọng nhân. Em có sao không? Sao lại bất cẩn như thế? Trọng nhân giật mình, lấy khăn giấy bên cạnh lau đi nước trà đang vấy bẩn trên người. Môi tôi mấp máy mấy câu ngắt quãng. Người anh nói có phải là Hoàng Dương không? Anh nhìn tôi, trong mắt có vẻ sửng sốt. Lát sau mới gật đầu. Nhìn thấy cái gật đầu khẳng định này của anh, tôi hoàn toàn bị chấn động. Rất lâu sau mới lấy hết can đảm nói. Có thể kể tiếp không? Em làm sao vậy, Nguyên? Anh kể tiếp đi. Thấy tôi cương quyết, anh cũng thu hồi ánh mắt lo lắng, tiếp tục kể. Hoàng Dương từng hẹn cô gái kia ra gặp mặt 2 lần. Lần thứ nhất nó trễ hẹn vì chuyến bay. Lần thứ hai nó cũng không đến được. Hôm đó nó vừa về nước thì anh bị tai nạn xe rất nghiêm trọng. Không biết vì sao mọi người có mặt ở hiện trường lại gọi điện cho nó. Thế là nó đã bỏ hẹn để đến bệnh viện. Lúc anh tỉnh lại, nó có đến Garden Nista, nhưng cô gái không có ở đó. Sau hôm đó hình như cô gái kia
cũng không còn liên lạc nữa. Nó ngày nào cũng đến đây, ngồi mấy tiếng đồng hồ để chờ, nhưng cũng vô ích. Tôi như chết lặng, cả người trở nên vô lực, phải dựa vào thành ghế. Hóa ra lý do là như thế. Hóa ra lý do anh ấy không đến được không phải vì không yêu tôi, mà vì trọng nhân. Vậy mà 3 năm qua, tôi cứ luôn trách anh, thậm chí là hận anh. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi cầm túi sách lao nhanh ra khỏi quán. Tiếng kêu thất thanh của trọng nhân ở phía sau ngày một nhỏ dần. Tôi trở về nhà, vội vàng khởi động máy tính và đăng nhập vào Facebook. Bàn tay tôi run run ấn vào thông báo tin nhắn. 2 chữ Hoàng Dương đứng đầu danh sách, 259 tin nhắn của anh. Tôi cố kiềm chế tâm trạng hỗn loạn lúc này, bấm vào kéo dòng tin nhắn đầu tiên. Thảo Nguyên, em mở máy được không? Anh xin lỗi, em nghe anh giải thích đi, anh thật sự không cố ý trễ hẹn đâu. Em à, anh nhớ em. 10 ngày rồi, em đã hết giận hay chưa? Em thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh như vậy sao? Tách trà hoa nhài buổi sáng dành cho em. Mùa hè ở Hà Nội cũng không dễ chịu em nhỉ. Chậu linh lan của anh nảy mầm rồi. Còn rất nhiều tin nhắn khác nữa. Tất cả đều giống như những dòng trò chuyện thường ngày giữa hai chúng tôi. Nhưng anh không nói về Pháp mà về Hà Nội. Chỉ là Hà Nội thiếu mất tôi. Gương mặt tôi sớm đã nhòe đi vì nước mắt. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, không cách nào kiềm chế. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Thảo Nguyên, có lẽ đây là lần cuối cùng anh nhắn tin cho em. Em còn nhớ duyên cớ để anh và em quen biết nhau không? Có lẽ chuyện tình của chúng ta cũng như câu nói ấy. Duyên đôi mình hãy dừng lại ở đây thôi. Đoạn tình cảm của hai chúng ta kể ra cũng đẹp như tranh vẽ. Nhưng anh quên mất rằng, tranh vẽ dù đẹp đến đâu, một giọt nước vô tình cũng làm đem lốp cả bức tranh. Chắc em bây giờ rất hạnh phúc phải không? Còn anh cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi. Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng. Tôi không khóc được nữa, chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe về phía khung cửa sổ, nơi mà chậu linh lan đã bung nở cánh hoa cuối cùng. Đời người có vài lần duyên phận để gặp nhau, chỉ là nếu một người bước quá ngắn, còn một người bước quá dài thì cũng sẽ lạc mất nhau. Người đi ngược nắng, còn tôi đi ngược người, chữ duyên bỏ lại phía sau lưng. Giờ thì em tin vào 2 chữ duyên phận. Cánh hoa linh lan trắng ngần đung đưa theo làn gió. Linh lan nở nhưng hạnh phúc không trở về. Bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn Giờ thì em tin vào 2 chữ duyên phận, được gửi đến từ tác giả Tường Vi. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.